Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 3 tháng 2, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Sau đây mời quý vị theo dõi phần 3 phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam về sự lựa chọn khốn khổ của chính thế hệ Phan Nhật Nam trước bài toán nan giải của thế hệ trước và động lực chính đã đưa ông vào nghiệp lính. Chương trình do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Nối tiếp cái chuyện bên này với bên kia, anh vừa mới nói xong, tức là cái thế hệ của anh nó nhận lại cái di sản của cái thế hệ trước cũng vẫn như vậy, cũng vẫn là sự suy nghĩ như bên này bên kia. Có lẽ điển hình nhất là chuyện của anh với anh Dinh hoặc là anh Phan Duy Nhân là bạn anh. Vâng. Hai người cũng cùng. Có lẽ là anh Nhân thì anh cũng trải qua những trường hợp như anh hoặc là còn có thể tệ hơn nữa. Vâng. Và anh, hai người đều hoàn cảnh vẫn giống nhau. Tại sao lại có sự kết luận khác nhau về những cái chuyện như vậy? À vâng. Phải nói rằng tôi có rất nhiều bạn, mà bạn thân, bạn thiết. Vì từ bé, từ năm khi năm 50 khi bố tôi đi ra khỏi đi Việt Minh rồi, khi ra ngoài Bắc rồi, thì tôi ở trong nhà, nhà tôi có hai em gái quá nhỏ, tôi đi ra, tôi ở là hàng xóm, cái nhà đó là nhà anh Cao Yết, ông Bắc Thọ thời điện. Giờ đấy anh Cao Yết còn ở trên San Jose, sau này đi qua 16 Đà Lạt. Thì cũng giống như khi tôi vào Đà Nẵng thì tôi chơi rất thân với anh Dinh. Vì sao? Vì anh Dinh là rất thân với mẹ tôi. Hóa ra là biết những ngày ông Dinh tới ở nhà mẹ tôi, đó là những cái lúc mà hai cô cháu để chuẩn bị để tất cả những vấn đề để sau này. Đó. Thành thử, tôi rất phục anh Dinh. Tại vì những năm 15, 16 tuổi anh đã có những câu thơ sẽ sinh mẫn một đơn, tôi phải là giới văn học, không biết thơ phú gì hết. Tôi nghe anh nó đọc những câu thơ: chúng ta sống bằng máu người đã chết, người nối người dĩ vãn đối tương lai, nên khi chết tim người xin để lại, anh mang đi khoảng trống lấp không đầy. Trời ơi, một người 15, 16 tuổi chưa đậu tú tài sẽ có những cái dấu ấn thơ hùng tráng vĩ đại như vậy. Rồi nhà anh á, là con ông thợ gác cổng xe lửa, đường đó là đường Khải Định, cái nhà đó là bằng cái bếp á, chắc là bề ngang khoảng ba thước vuông, gồm có cha mẹ em và anh Dinh ở đó. Rồi đứa em anh Dinh bị bệnh epilepsy, nó nằm nó lâu lâu nó co giật, còn mẹ anh với đứa em gái thì nhớ ở nhà quê ở ngoài chùa. Sau đó tôi nghe tin là em gái anh chết đuối, mẹ anh bị lao xương. Trong cái hoàn cảnh như vậy, nó đến tận cùng rồi. Cái đời sống của khổ, thiếu thốn, khổ đau của Raskolnikov ở trong Crimea Santima cũng thấm gì với đời sống của anh Phan Chân Nhìn như vậy. Mà là không bao giờ anh tỏ vẻ buồn, không bao giờ anh tỏ vẻ mặc cảm với cái đời sống khốn cùng như vậy, giỏi quá. Đấy, thành thứ mở một đơn thế đó, anh không đi không sao cũng không uống đi, không có cái đường nào để cho anh chọn lựa, anh phải đi cộng sản, anh phải đi theo với cộng sản. Thằng thứ sau này mới biết, và tôi thấy anh ấy chọn lựa là vậy là phải, anh ấy chọn anh không có đường nào hết, anh phải chọn lựa như vậy, và anh đi theo với phía bên cộng sản. Bao nhiêu chuyện thì gia đình ly tán, anh bị đánh gãy xương, anh bị bắn gãy chân, rồi đi vào ở trong nhà tù ở Côn Đảo. Anh là một trong ngũ hộ tướng ngang cơ với Nguyễn Văn Vịnh, trí thức hơn, văn chương hơn đó. Rồi khi trao trả Lộc Ninh năm 73, Quang Nhiệt thay chính tôi trao trả anh ấy cho ai, nhưng không dám nhận, vì nhận lúc đó là cũng mang họa cho anh ấy, mà không trả tốt lành gì nữa. Thành thử ngay sau đó thì anh ấy được làm cái chức phó ban tôn giáo Trung ương Đảng, chứ không bao giờ được làm trưởng. Vì sao? Vì anh không được lòng ở ngoài Bắc, anh không được lòng với Lê Đức Thọ, và người ta vẫn nghĩ rằng những người bị tù thế nào cũng bị trao đảo về trong lập trường. Đó là trường hợp của ông bố tôi. Thành thử người ta không giết cho làm may, và người ta chỉ cho anh được làm phó ban. Tuy nhiên
Năm 2007 tôi có đột kích về Việt Nam một lần, có gặp ông. Thì tôi có hỏi với anh rất là thành thật. Thì bây giờ tình trạng nó bị bắt, nó hư sự như vậy thì sao? Anh trả lời với tôi, đó là vì cơ chế hết. Cơ chế là do đâu mà ra? Cơ chế do con người, do tổ chức đảng, do đảng ủy quyết định. Cho nên cơ chế đâu phải trên trời nó rớt xuống và nó bắt con người về vậy. Cơ chế do con người thành lập. Như vậy thì chứng tỏ rằng anh vẫn chưa thoát ra được cái phọc mếch, cái gông của cái khung của chính đời, của khổ đau, của khổ nạn, của tranh đấu, của cách mạng. Anh cũng chưa thoát được ra được cái khung đó. Đó là cái điều mà tôi suy nghĩ. Và tôi suy nghĩ rằng không phải mình anh Dinh, mà hình như nhân loại này nói cho cũng vậy, lên làm con người vẫn chưa thoát được ra khỏi cái khung định mạng của mình, thân phận của mình. Con người terre des hommes, đất của người. Con người không có sống ở đâu hết, phải sống trên mặt đất. Con người không thoát khỏi cái phận người trên mặt đất. Vâng, cái hoàn cảnh như vậy là anh Lý vừa mới lý giải cái chuyện anh Nhân anh đi là một chuyện, nếu mà dựa trên mặt luận lý mà nói thì không có gì khác hết. Vâng. Nhưng mà còn riêng anh thì sao? Tại vì anh cũng có những quá khứ như vậy, anh cũng nghe những cái chuyện như vậy. Tại sao anh không đi theo Cộng sản? Vâng. Đó là trở lại cái ý niệm đầu tiên mà thằng bé đã nghĩ ra. Cộng sản ác quá. Ác, tu dân nó ác. Mẹ chị Trang bị giết. Ông bác sĩ Hiệp, Bụ Hiệp ở trong xóm tôi bị giết, một người hiền lành, đẹp đẽ. Rồi đến nổ mìn ở Dầu Dây năm 60, thấy những người lính đi tiếp thu về năm 57, 58 mặc cái quần, hai quần, quần ngoài rách để quần trong. Thấy như vậy thì người lính bộ đội kia nó xa lạ đâu, chứ còn người lính ở trong Nam thấy rõ ràng đây là quá tội, quá khổ, thành thứ nhất định phải đi lính đó. Nhất định phải đi lính. Trong nhà mẹ tôi ở Đà Nẵng có nấu cơm sáng cho mấy anh, tôi nhớ đó là anh Sắc, anh Liên, đó là những anh lính ở trong quân vẫn ở Đà Nẵng. Thì tôi thấy rằng những người lính này người ta rất bình thường, nhưng người ta rất là hay, vui, nó rất thích hợp với mình. Nó hơn là cái ông du kích mà với chú nhân ở trong chiến khu kia, thưa anh. Và đó là những cái lý do mà tôi chọn đi lính. Luôn để có một điều nữa, nhà tôi là ở số 3 đường Tô Hiền Thành. Thì cái nhà số 5 á, nó nằm trong một cái quần thể của tất cả những người Hồ Phan. Thì nhà số 5 nó có hình cùng một ông, đó là ông Trung úy Phan Hoài Hiệp, ông Trung úy Thiết Giáp. Thế ông đứng trên chiếc xe chào cờ, chào đi qua Phú Vân Lâm. Thế oai quá. Thế hỏi lúc đó thì tôi chỉ biết là ông là con của bác Khai Kinh, cùng Hồ Phan ở đâu trong sóng đó mà thôi. Bác Khai Kinh bác ở chỗ khác. Nhưng mà cái hình của ông Hiệp, ông Phan Hoài Hiệp đó, sau này ông thành tướng Thiết Giáp để bỏ Trung hình á. Đó, thành tứ. Tôi thấy ông đi lịch oai thật. Mà trước mặt nhà tôi, hẻm số 2, đường Tô Hiền Thành, là ông có ông Trung úy Nguyễn Khoa Nam. Ông đi về ông thăm bà con gì, ông ở trong xóm á. Mà tôi nhớ là bà con đó là cô Quế Hương, cô Tô Nữ Quế Hương, vợ ông Nguyễn, ông vợ một ông bác sĩ Nguyễn Khoa Nam Anh, là cùng anh em chú bác ông Nguyễn Khoa Nam. Thành thử tôi thấy ở trong xóm tôi người ta đi lính oai phong đẹp đẽ như vậy thì mình đi lính là phải thôi. Xin cảm ơn quý vị. Chương trình chúng tôi xin tạm ngưng đây và xin hẹn gặp quý vị vào kỳ sau. Xin cảm ơn quý vị.